Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm hay của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Bà Già Bên Đầm Hoang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đóng lại cái yên cương thật vững chắc, cột thêm vào bụng con ngựa hai gùi tre, Tảo đưa tay giật nhẹ để kiểm tra. Khi chắc rằng hai cái gùi thuốc đã chặt, Tảo mới rượm bước quay vào nhà. Mới đầu giờ tí canh ba, tiết trời se lạnh còn ngập trong màn sương mù dày đặc. Đâu đó tiếng mõ cầm canh vang lên trong thinh không, vọng về theo gió và bị màn đêm nuốt chừng. Bước qua bậc cửa vừa tiến lại vẫn sáng ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ, thì vợ của Tạo là Kim cũng từ trong buồng đi ra. Trên tay của Kim là một mẩu vải điều nhỏ, bằng hai ngón tay và dài cũng chừng ấy. Mình ơi, thế đã xong xuôi hết chưa mình, còn quên gì không? Tạo với tay lấy ba nén nhang vừa châm vào ngọn đèn dầu vừa đáp. Xong hết rồi mình ạ, trẻ còn đương sớm, mình đang bệnh đó, sao không có chợp mắt thêm chút. Rút ba quả nhang bắt lửa cháy rực, Tạo phải mạnh hai lần. Đốm lửa phực lên rồi tắt ngấm, trả lại một cột khói trắng đục bốc lên hăng hắc. Cột khói cuộn thẳng lên trên, cặp thanh sờ gồ vật tan loãng. Tạo đứng kính cẩn giơ ba que nhang lên cao ngang trán, rồi nhắm mắt lẩm rẩm khấn xin. Để cho chồng thắp nhang cho tổ tiên xong, Kim mới tiến lại bàn uống nước, mà tay nải bằng thứ vải nâu sồng bạc màu. Kim kiểm tra văn tự thông quan của chồng và chút bạc vụn. Khi thấy không thiếu thứ gì, cô mới yên tâm cột lại tay nài, rót nhanh cho chồng một bát nước chè nóng. Đợi cho Tạo ngồi xuống ăn vị, Kim lúc này mới lấy mẩu vải điều ra. Nắm lấy đôi tay chai sạn của chồng, Kim vừa cột vải quanh cổ tay của chồng, vừa khẽ gọt bảo. Mình ơi, đây là sợi dây mà chiều qua em đã cất công sang chùa làng bên để xin sư thầy ban cho. Sợi dây được chỉ chú, mình đeo vào cho em. Mình đi đêm về hôm, có nó em mới an tâm được phần nào. Tạo để cho vợ cột miệng cảm thán. Mình thật là, trong người đương không khỏe, sao còn cất công đi xa vậy chứ. Tôi cảm ơn mình. Kim nhìn chồng thấy gương mặt của Tạo độ này khắc khổ quá, vết chân chim đang hẳn nơi khóe mắt. Tóc của Tạo đất điểm bạc một phần. Có lẽ sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh dạo nọ, gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ dồn lên vai của Tạo. Kim thương chồng xót chồng, thế nhưng lực bất tòng tâm. Ném ánh mắt lên bàn thờ nghi ngút khói nhang, Kim thở dài một tiếng nặng nhọc. Mình ơi, mình đi độ này mau lâu. Tạo nhấp một ngụm trà khoan khoái, vừa đưa tay vén mớ tóc rém không kỹ càng đang lòa xòa chiếc chắn của vợ rồi đáp. Đợt này tôi đi sang bên tổng yên viên, nhanh thì nửa tuần trăng, chậm nhất thì tháng sau tôi về. Ở nhà một mình mình phải chú ý. Thuốc tôi đã cắt cho mình đủ dùng trong 2 tháng. Gạo, nước mắm, muối, đèn dầu cũng đủ đầy. Mình nhớ ăn uống thuốc thang cho tôi. Đến khi tôi về phải khỏe mạnh hơn xưa đó, đã biết không? Kim khẽ tựa đầu vào vai của chồng rồi đáp. Mình đi độ này bảo trọng nha, sớm về với em. Em chỉ cần mình bình an quay trở về thôi. Tạo bật cười. Mồ hôi từ bé, Tạo được ông bà Lăng Thìn đem về nuôi và nhận làm con cái trong nhà. Lại đem hết sở học cả đời là nghề bốc thuốc sẽ truyền dạy. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, Tạo sinh sống tại căn nhà cũ, tiếp tục kế thừa nghề bốc thuốc năm nào. 19 tuổi, tính cách hiền lành, đối xử hòa nhã với bà con dân làng, lại thêm tay nghề bốc thuốc rất giỏi, Tạo sớm đã lọt vào mắt xanh của đám tiểu thư khuê các ở trong làng. 25 tuổi, Tạo nhờ vào mấy người hàng xóm tay bê khay chầu, đào đổi mâm lễ sang đánh tiếng với gia đình ông Đỗ Quý, xin cưới hỏi cô Kim về làm vợ. Gia đình ông Đỗ Quý và gia đình ông Lăng Thìn vốn là chỗ tâm giao. Đàn ông Lăng Thìn còn tại thế, hai gia đình đã có giao ước rằng khi Kim con gái của ông Đỗ tròn 20, hai gia đình sẽ kết thông gia. Nay tôn trọng lời hứa của tiền nhân, đôi trai trẻ đã trở nên đôi lứa. Một đám cưới đơn giản và đầm ấm diễn ra trong sự chúc phúc của xóm giềng.
Được 5 năm thì ông Đồ cũng về nơi chín suối. Căn nhà ba gian bên đó được Kim giao hẳn cho em trai của mình chăm sóc. Lấy nhau đến năm thứ 10, cả hai đều không có con. Là một thầy thuốc mát tay, Tạo tự bốc thuốc cho chính mình dùng. Vậy mà chuyện vẫn đâu vào đó. Công chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm, mà Kim càng khao khát một đứa con trai để bế bầm, để cho chồng của mình có đứa nối dõi, kế thừa huyết mạch và chống gậy lúc hai vợ chồng về chầu Diêm Chúa. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của hai vợ chồng bỗng chốc trở nên khấm khá, nhất là nghề in tranh của Kim được các mối hàng đặt rất nhiều. Tiền về mà nhà cửa quạnh hiu, trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi, khiến không chỉ Kim mà ngay cả Tạo cũng bắt đầu đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi ông Đồ còn sống, ông đã hối hai vợ chồng của Tạo mau sinh con để ông có cháu bế. Ông cụ còn thề rằng: Kim à, nếu một ngày chưa được thêm mặt cháu thì chưa nhắm mắt xuôi tay, chết cũng không yên. Vậy mà hai vợ chồng mới lấy nhau chưa lâu, ông Đồ đã lăn đùng ra chết sau một cơn trúng gió đêm. Ông Đồ chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến ông chẳng thể siêu thoát. Chạy chữa bằng thuốc không ăn thua, hai vợ chồng đành tìm đến chốn tâm linh nương náu. Nhân một lần đi vãn cảnh chùa, có sư cụ khuyên hai vợ chồng ăn chay niệm Phật, rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chữa được bệnh. Tạo ậm ừ cho qua rồi để đó. Giờ nghĩ lại, Tạo bỗng cảm thấy sư cụ nói có vẻ có lý. Tạo tự nhủ: nhà thầy mẹ mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch bao giờ. Thời các cụ đã vậy thì đến đời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến cho việc làm ăn phát đạt nhưng lại mất đi đường con cái. Tin vào suy nghĩ ấy, Tạo nhờ một người tìm thầy địa lý về để xem. Chuyển xong hướng đặt cầm, đặt lại hướng bàn thờ, con đâu chẳng thấy, chỉ thấy đùng một cái Kim đổ bệnh nặng. Đi mời một thầy khác về té ra, các thầy đầu tiên là hàng giá áo túi cơm. Mất thêm bao tiền cầu cúng, lại được đặt hướng phong thủy, cùng với bao thuốc thang đắp vào người của Kim mới đỡ bệnh đi phần nào. Sau đợt đó Tạo động viên vợ: thôi mình ạ, con cái là lộc trời cho, cô cứng cầu cũng không được. Từ bây giờ trở đi hai vợ chồng mình có sao sống vậy. Tôi thì tôi chỉ cần mình mạnh khỏe là tôi thấy đủ lắm rồi. Cũng sau lần Kim đổ bệnh thập tử nhất sinh đó, bao nhiêu tiền của tích cóp lâu nay cũng đều mất sạch. Thành ra độ này ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh, Tạo còn năng lên núi tìm thuốc quý. Cứ độ 3 tháng Tạo lại đánh một chuyến đi bán. Có khi đi gần thì sang đến mấy làng kế bên, có khi đi xa thì như chuyến hàng hôm nay đến tận tổng khác. Đường xá những năm ấy đi lại rất khó khăn, hầu hết đều là đường rừng gập ghềnh xoài đá, có khi lại là những bãi hoang cỏ mọc tùm, rắn rết kéo bầy. Đường đi chắc trở là như vậy. Vậy mà từ tổng này sang đến tổng khác lại xa đến hơn 50-60 dặm, tính ra cả đi lẫn về cũng rất tốn thời gian. Quay trở lại câu chuyện khi ấy, nghe vợ thủ thỉ, Tạo bật cười rồi bảo: ô hay, tôi đem thuốc sang tổng bên chứ cô đi đâu mất đâu mà mình lo. Kim ngồi thẳng dậy, khẽ đánh ánh mắt nhìn ra ngoài màn đêm dày đặc sương rồi lắc đầu: vì mình phải đi qua Gò Bà Thắm, nơi đó có cái đầm hoang, mình ạ, em sợ lắm. Nghe nhắc đến cái đầm hoang nơi gò của Bà Thắm, Tạo cũng bất chợt rùng mình. Nhấp thêm bát trà còn nấm, ký ức kéo Tạo về một câu chuyện của chiều hôm qua. Chiều qua nhân lúc từ nhà cụ Chánh trở về, Tạo đào chân vào nhà của bà Nhậm hàng xóm. Và đến nơi thấy bà Nhậm đang vãi thóc cho gà ăn, Tạo hắng giọng đánh đầm. Dõi mắt ra thấy Tạo đang đi từ cổng vào, bà Nhậm mó mém rồi lên tiếng: ở nhà Tạo đây hả? Đi đâu mới về đây hả? Vào đây, vào đây. Hà mình ngồi xuống cái chõng tre rửa bóng bởi rằn mướp răng trên đầu. Tạo đón lấy bát nước vối của bà Nhậm mới đưa: vâng ạ, con xin cụ, con mới ở bên nhà cụ Tránh về. Làng ta đang bàn nhau cái việc khơi thông mương máng dẫn nước vào trong ruộng. Độ này con sông nó cạn quá cụ ạ. Bà Nhậm hạ mình ngồi xuống bên cạnh Tạo, khẽ ngẩng mặt nhìn trời trong vắt không một áng mây. Bà cụ lúc này chép miệng: trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
Đêm qua xem con trăng tao đoán rồi. Cái đợt này là khéo hạn to đấy. Thế nhà con Kim nó thế nào rồi? Tao thấy nó có vẻ đỡ hơn đấy nhỉ? Tao hớp một ngụm nước, làm mặt hoan hỉ rồi bảo. Vâng ạ, nhà con cũng đỡ rồi. Con sang cụ là cũng vì cái sự ấy. Sáng mai con đánh chuyến hàng đi xa, con nhà cụ ở nhà để mắt đến nhà con. Bà cụ Nhậm móm mém ngừa gật đầu. Nhà mày chẳng cần dặn thì tao cũng trông cho. À, thế độ dày đi mau lâu. Tao chấp miệng đáp. Dạ, đợt này con đi sang tổng in viên. Nhanh thì nửa tuần trăng. À, chậm nhất tháng sau con về thưa cụ. Bà cụ Nhậm lúc này thốt lên khe khẽ. Nhà mày bảo sang tổng in viên đó hả? Vậy chắc chắn là phải đi qua Gò Bà Thắm, nơi có cái đầm hoang đó phải không? Ta vốn đã nghe dân làng xì xào về cái đầm hoang, nơi có giống ma quỷ dìm chết bao người. Song tính của tao vốn chẳng sợ ma. Dù mặt ngoài vẫn hùa theo câu chuyện, song trong lòng lại cực kỳ bài trừ thói mê tín dị đoan. Tao nhấp thêm một ngụm nước vối, khẽ nhìn bà cụ Nhậm rồi đáp nhẹ tênh. Cô bảo đừng sang tổng yên viên, không đi qua đó thì đi qua đâu. Mà sao mỗi lần nhắc đến cái đầm hoang đó, dân trong làng mình nghe thấy để như đều là điểm gở vậy cụ. Con đây này, cái thằng Tạo này đã bao lần đánh hàng qua đó mà có thấy gì đâu. Ma hả cụ, làm gì có. Con là con vẫn mong được diện kiến một lần, xem mặt mũi nó ra làm sao. Bà cụ Nhậm nghe vậy thẳng thốt xua tay. Ai chết, phủi phui cái mồm quạ nhà mày. Đành rằng là mày đi đánh hàng qua đó, nhưng là đi ban ngày, còn đi đêm về hôm... Bà cụ Nhậm bỏ lửng câu nói, một nét mặt hiện rõ vết hoảng sợ. Dừng lại mấy nhịp thở, bà cụ dò hỏi bằng một giọng run rẩy. Mày có biết cái thằng Tuế ở làng bên không? Cái thằng thọt chân râu rậm đấy. Con biết thưa cụ, có phải là cái thằng đem lễ hỏi sang dặm ngõ nhà cô lành làng ta và bị từ chối phải không cụ? Bà cụ Nhậm gật đầu. Phải, chính nó đấy. Cũng như mày đấy. Nó chẳng tin vào mấy cái chuyện ma quỷ lộng hành ở cái đầm hoang ấy. Nửa đêm gà gáy canh ba, theo sự thách thức của đám cùng làng đó, nó mò ra đó rồi nó bày cơm cúng ma. Cái đợt mày đánh hàng đi sang làng Yên Hạ là nó hộc máu chết ở nhà đấy. Chết tươi tại mâm cơm, đáng sợ lắm. Vậy hả cụ? Sao bảo là nó bị trúng gió? Trúng gió cái gì mà hộc cả mấy bát máu? Đã thế trước khi hộc máu nó còn đập phá đồ đạc, đạp bổ bắt nhang. Chỉ có ma nó làm thế thôi. Tạo lúc này tái mặt phán đoán. Dạ bẩm cụ, chẳng lẽ hồn ma của bà Thắm đã hóa quỷ sao hả? Dạ còn bé con cũng nghe thầy Bu con kể rằng ở đó từng có việc gì đáng sợ lắm. Hình như là cái tên Gò Bà Thắm cũng xuất phát từ đó phải không cụ? Bà cụ Nhậm như chậm trúng nọc, chỉ chờ Tạo hỏi vậy bắt đầu lôi gốc tích của Gò Bà Thắm và cái đầm hoang đó để thuật lại rạch ròi. 35 năm trước, do Tạo còn chưa là một sinh linh hình thành, làng Yên Lăng này dạo đó mới có gần 100 nóc nhà. Nhà cửa thưa thớt, dân cư độ khoảng 500 lại sống rải rác, cho nên mỗi nhà cách nhau đúng bằng một tiếng hú. Dạo đó ông Nhậm còn sống, là hàng xóm cách nhau đúng một hàng rào rơm bụt. Thành ra gia đình ông Lang Thìn và gia đình của bà Nhậm năng qua lại nhà nhau. Theo lời kể của bà cụ Nhậm dạo ấy, đất làng này cỏ bay thẳng cánh. Lúc mà mới lên xanh ngút ngàn tầm mắt thì chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 30 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Những xác người nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả lạnh lẽo. Dạo ấy làng này từ xa xưa đã chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân làng cũng làm ngơ coi như xương con này con kia. Ngay cả ông Lang Thìn dạo mới về cái làng này sinh sống, khi cùng đám người móc đất đắp nền cũng moi được từng khúc. Thế họ sợ ông Lang lúc này trấn an bảo là xương trâu. Nói như vậy nhưng mà đợi họ về hết, ông Lang Thìn cùng ông Nhậm cẩn thận gom lại bỏ vào cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền thì hũ sành đó cũng gần đầy. Hai người đàn ông mang qua nghĩa địa cạnh nhà đào hũ chôn, đắp mộ đất nhỏ, đặt bát hương và khấn xin tha thứ. Đấy,
Tao kể sơ thế để nhà mày hiểu cái sự thâm u của cái ngôi làng và cái vùng đất này. Thế nhưng mà điều đó nào có đáng sợ bằng cái sự xuất hiện của mụ ta. Mụ thắm đấy, cái mụ đàn bà ăn thịt người. Chả ai biết là mụ ta từ đâu giạt đến. Nghe mấy người già trong làng đoán với nhau á, là mụ ta ở bên làng Thượng Miên. Qua đây là vì da mụ ta đen lắm, lưng thì gù, mặc đồ có hoa văn rất là kỳ lạ. Đã vậy là còn đem theo thằng cháu ngờ nghịch, lúc nào cũng nhe răng ra cười. Tao nghe vậy thì sợn cả gáy ốc. Cụ bảo sao à? Một đàn bà ăn thịt người á? Tao khẽ đảo mắt nhìn ra bãi ngôi trước cổng nhà bà cụ Nhậm. Vùng đất hoang này là nơi Tao gắn bó quãng đời còn lại. Bà cụ Nhậm tiếp tục kể bằng một giọng khào khào như móc một cục đờm ngang cổ. Dạo đó có hai bà cháu đến đằng này. Sao mới biết bà ta tên là Thắm vì đứa cháu kể. Bà ta tự dựng lên một căn nhà sơ sài và sống tách biệt, không hề giao du với bất cứ ai ở trong làng. Thằng bé cháu năm đó độ tầm 10-11 tuổi, sống với bà nội nó ở một căn nhà nhỏ ven sông. Làng xóm chung quanh ngay nấy đều lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi chứng kiến ra cảnh nhà ấy. Căn nhà lụp xụp được chất bằng bùn đất, cỏ gấu đang mọng chi chít trên tàn hiên lợp bằng lá cỏ. Gọi là nhà cho oai chứ thực ra, nơi trú mưa trú nắng của hai bà cháu này chẳng khác gì cái ổ chuột bẩn thỉu và cũ kỹ. Căn nhà còn bần cùng đến độ đám ăn xin vô tình có dịp ghé qua còn phải trau mày mấy phen. Mấy năm đầu kể ra cũng gọi là tạm tạm. Theo vòng xoáy nghiệt ngã của thời gian, căn nhà được rào lại bằng mấy tấm phên liếp chất bùn lầy lấy dưới sông, chứ nào được tường hoa gạch mộc như nhà của đại đa số dân trong làng, và cũng xuống cấp trầm trọng. Căn nhà siêu vẹo nằm im lìm dưới rặng tre ngà quanh năm xòa bóng, tàn lá che kín ánh mặt trời nên có điều vắng lặng lắm. Lũy tre lặng lẽ úp lấy ngôi nhà, lại nằm trên một con đường cuối làng. Vì chẳng có ai đến nhà nên không khí lúc nào cũng âm u. Dãy mái hiên với cằm rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái, chứng tỏ đã lâu lắm bà Thắm không thèm dọn dẹp. Nó hoang tàn và ẩm ướt, cái hoang tàn đến độ chẳng ai hình dung được nơi đây có sự hiện diện của người sống. Hệt như căn nhà một số người vô tình có dịp diện kiến cũng khẽ rùng mình, vì chủ nhân của căn nhà là bà Thắm, là một người đàn bà rất kỳ quái. Đôi mắt của bà ta lúc nào cũng láo liên, đám bọt dãi chảy quanh miệng khô thành từng đám, làm cho mấy con ruồi cứ vo ve bên cạnh. Tiếng cười khanh khách của bà ta làm đám trẻ con trong làng sợ xanh mặt, nhất là hàm răng đen xỉ như hạt nhót đã rụng mấy cái, nom rất là dị hợm. Chẳng những bà Thắm mà ngay cả thằng cháu cũng kỳ quặc. Thằng bé lên 10 nhưng trí óc non nớt hệt như đứa trẻ mới lên 3 lên 4. Sinh ra không có bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa, hay nói trắng ra là thằng bé bị tâm thần. Suốt ngày thằng này đi lung ta lung tung khắp xóm trêu người. Mệt mỏi quá thì ngủ bờ ngủ bụi, ai cho gì thì ăn nấy. Khi thì dân làng thấy nó lê la ở bến sông, khi thì ngồi thất thần bên trong chùa bỏ hoang tại ngã ba giáp danh mấy làng, khi thì lại thấy nó nằm dài ở bụi rậm. Kể đến đây thì bà Nhậm chép miệng rồi buông tiếng thở dài. Cái hồi đấy đám con nít nó rất sợ bà cháu nhà mụ ta, nhất là cái thằng cu con ấy. Vì tính cách ngô nghê lại thêm cái tính khoái trêu người, nhất là con nít. Mỗi lần thấy đám trẻ con trong làng đó, là cái thằng này nó nhéo má, nó kéo áo rồi nó lại cười. Đám trẻ con 10 đứa chạm mặt thì 8-9 đứa phải đứng nép vào mẹ. Mà cái thằng đó nó vẫn chọc cho đến phát khóc được chứ. Tao lúc này trầm ngâm. Tính ra thì hai bà cháu đó cũng tội cụ ạ, à, nào có gì đáng sợ đâu. Bà cụ Nhậm lúc này lắc đầu. Mày để im, tao kể cho nghe đã. Dẫu tính cách dở hơi, nhưng thằng bé lại rất hiền, không ăn cắp của ai bao giờ, cho nên dân làng cũng quý. Lại thương hoàn cảnh của hai bà cháu, cho nên gặp mặt ai cũng cho thằng bé đồ ăn. Khi thì cái bánh lá chuối, khi thì nắm xôi nếp thơm, có khi còn cho cả chục trứng hay mấy đấu gạo để nó đem về ăn qua ngày. Lúc ấy nhằm đúng một ngày tháng 7 mưa ngâu, làng này toàn bộ đều làm ruộng, lại gặp tiết chiều tà và mưa to,
cho nên mới tầm 5 giờ chiều đã đóng cửa ngủ, không thích làm việc. Ông Nhậm và ông Lăng Thìn đang ngồi đánh cờ với nhau thì nghe tiếng kêu thất thanh vọng vào từ ngõ. Tiếng kêu ấy nghe gấp gáp và hoảng sợ lắm, làm cho hai ông già giật mình bất giác bỏ dở ván cờ đứng bật dậy. Ôi ông Lang ơi ông Lang, chết người rồi. Hai ông già tái mặt nhìn nhau, nhận ra đó là ông Dư người cùng làng đang chạy thục mạng tới. Cả hai thất thần tiến ra rồi hỏi, chết người, ai chết hả chú Dư? Ông Dư gặp người thở dốc, mặc cho sức mưa gió làm cho chiếc nón mê chỉ cả ra sâu lưng, ông cũng mặc kệ. Sau giây phút hoàn hồn, ông Dư mặt mày tái xanh rồi mồm miệng lắp bắp. Cháu của bà Thắm, nó chết trương ở cây chòi vịt hoang mé Tây. Hai ông già kinh hãi á khẩu rồi cùng nhau chạy nhanh ra đó. Nghe tiếng của ông Dư nói to, lại thấy chồng của mình chạy vội đi. Bà Lang và bà Nhậm không hiểu gì cũng vội chạy theo. Tin thằng cháu bà Thắm chết đồn ra nhanh lắm, đám người nhanh chóng cắt cử nhau. Một đám kéo nhau ra cây chòi vịt xem xét thực hư, kẻ thì đi chạy báo cho bà Thắm. Cả đám ngót nghét trăm người lội mưa lội gió, chăm chăm tiến về mé Tây làng, mà kể cái giá rét đang ngấm vào từng đường ra thứ thịt. Ai nấy sắc mặt cũng căng lên, hiện ra nỗi lo lắng hoang mang lắm. Quả đúng là như lời của ông Dư nói, dân làng phát hiện thằng bé chết trong cây chòi vịt hoang. Thế cảnh đó bà Nhầm kinh hãi đến rụng rời. Mới tối hôm qua bà còn cho nó cái bánh hoàn của sư thầy, vậy mà hôm nay thằng bé đã ra người thiền cổ. Thằng bé mới chết đây thôi mà hệt như đã chết khoảng 3-4 ngày. Xác của nó trương lên da rẻ xanh bùng, mấy chỗ da thịt căng ra, rỉ ra một chất dịch màu vàng nhợ nhợ và bốc mùi tanh lắm. Cái thứ mùi ấy gặp mưa lan ra, xộc thẳng vào mũi đám dân làng đang trên chân xem náo động, làm cho ai nấy đều lùi hẳn ra, cả bụng mà nôn thốc nôn tháo. Chứng kiến cảnh ấy ai ai cũng rụng rời cả hồn vía, vì thằng bé chết bất đắc kỳ tử, theo dân gian quan niệm rằng sự ấy độc lắm. Lại thêm việc bà Thắm đã già, tiền bạc không có, chẳng thể lo cho cái đám ma. Cho nên dân làng hỏi nhau chôn nhanh thằng bé mà không tắm rửa hay quần áo gì cả, chỉ quấn trong một tấm chiếu mà thôi. Vì để lâu sợ cái xác phân hủy thêm thì còn lợm giọng nữa. Dân làng bàn nhau không chôn được nghĩa địa vì quá xa, không có tiện, mà chôn thằng bé ở cuối làng, cách căn nhà tranh của hai bà cháu độ chừng 300 thước, vì chỗ ấy có một mảnh đất trống không chủ. Sau một hồi bàn bạc, mấy người đàn ông lực điền bấm bụng tiến tới. Mấy cụ già bảo mấy người đàn ông sức hết dầu củ lá lên mặt, lên mũi, nhằm xua bớt đi mùi tanh tưởi của thịt người đang chảy đầy mủ, rồi hỏi nhau cuốn thằng bé trong lá chiếu, đoạn bỏ lên võng kiểu ra cuối làng. Cái võng lắc lư đung đưa để lộ cái đầu ra ngoài, mái tóc bít lại tái nhợt sắm ngắt. Môi của thằng bé khô bợt, hai con mắt chưa nhắm hết. Bà Nhậm dù xót thương thằng bé lắm, thế nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy cảnh ấy cũng ám ảnh rụng rời cả chân tay. Đám ma của thằng bé diễn ra nhanh như vậy, bà Thắm thì ngất lên ngất xuống, vật vã kêu gào cười nói man dại. Bà Nhậm vào mấy người đàn bà thương tình cho nên ở lại túc trực mấy ngày, sợ bà Thắm nghĩ quẩn đi theo cháu thì toi. Vậy mà mấy ngày sau, những sự việc kỳ lạ bắt đầu ám đến ngôi làng này với độ gần trăm nóc nhà. Tối hôm ấy trời mưa to lắm, mưa như là chút nước xuống cái xóm nghèo càng thêm quạnh quẽ. Thằng Hận, con trai của ông bà Năm Gù, đang ngồi co ro trên ghế. Vốn dĩ ở làng này chỉ có một mình thằng Hận là bắt thân với thằng cháu của bà Thắm. Hầu hết đa số đám trẻ con trong làng gặp thấy thì một là làng tránh, hai là chọc cho thằng bé hoảng sợ để bỏ chạy. Thế nhưng thằng Hận thì không. Hận coi cháu của bà Thắm như một người anh, một người bạn. Có miếng ngon miếng ngọt nào cũng đem chia cho phân nửa. Mấy ngày trước chứng kiến bạn của mình chết thối xác ở cây chòi vịt hoang, không riêng gì đám người lớn mà thằng Hận cũng đâm ra ám ảnh và chợt thấy sợ bóng đêm. Ở bên ngoài trời mưa tầm tã, mưa tạnh và trong nhà ướt không ngủ được. Cả nhà bốn người nhà ông Năm Gù ngồi nhìn nhau dưới ánh đèn dầu, không ai nói câu gì cả. Ngoài trời thì cơn mưa vẫn gào thét ầm ầm trên mái ngói, văng vẳng trong đó có tiếng rì rì oán khóc. Ngồi được một lúc thì muỗi đốt nhiều quá, mấy người bảo nhau đi nằm.
Thằng Hận bỏ vào trong buồng chui vào trong mùng. Trong lúc tâm trí đang miên man suy nghĩ về những gì vừa xảy ra thì bất thình lình một ánh chớp chói lòa kèm với một tiếng sấm nổ đinh tai trên tầng không đánh xuống. Chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi, thằng Hận giật mình vì hình như vừa nhìn thấy rõ có bóng đen đứng thụ lù ngoài trời qua khe gỗ ở cánh cửa sổ. Sau giây phút giật mình, Hận tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là bóng cây bên hàng rào hắt vào mà thôi. Hận thở dài mấy giây rồi xua đi mớ suy nghĩ quái đản, cố gắng để chợp mắt. Chưa quá 10 nhịp thở, dưới ánh đèn dầu le lói hắt ra, linh tính mách bảo làm thằng bé giật mình mà trừng mắt. Rõ ràng cảm giác như cái gì đó đang đứng ngoài kia nhìn mình đăm đăm. Nhưng mà định thần ghé mắt qua cửa sổ thì chỉ có một màn đêm thâm mù và đám cỏ dại đang giặt đi vì giông tố. Chẳng rõ thật giả, thần hồn nát thần tính, sợ quá nên thằng bé khêu sáng đèn lên. Từ hôm ấy ếch nhái kêu lên ninh ngòi, giường của thằng bé kê nằm sát vách gỗ. Cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm lấy tâm can nên thằng Hận kéo chăn kín người. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nó bàng hoàng ngồi bật dậy vì nghe tiếng động như có cái gì đó cả vào cánh cửa sổ soàn soạt. Ngóc đầu ngó nhìn ra màn đêm mơ mu song vẫn không thấy gì cả. Thằng Hận bấm bụng cố tình chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn sợ hãi làm thằng bé như càng tỉnh ra. Thêm một lúc cơn buồn tiểu bắt thằng bé bỏ ra sau nhà khi cơn mưa đã tạnh. Mới ra đến vườn sau, đột nhiên một bóng đen ở đâu lao vụt xuống từ cành xoài, kéo theo sau đó là tiếng hét thất thanh của thằng Hận. Nghe tiếng thét của thằng con trai, ông bà Năm gù bàng hoàng bật dậy chạy ra vườn. Xong tìm hết vườn, đóng hết nhà trên dưới bếp mà thằng bé lại mất tăm mất tích. Đó là đứa bé đầu tiên trong làng mất tích sau cái chết của cháu bà Thắm. Chuyện chưa dừng lại ở đó, hai ngày sau việc thằng Hận mất tích, trong làng có thằng con trai của ông cả thân tên là Mậu. Thằng Mậu này là một đứa ngỗ nghịch, thường xuyên cầm đầu đám trẻ con trong làng bày trò nghịch ngợm, và cũng là thằng hay đánh đập cháu của bà Thắm. Đêm đó sau tiếng thét xé lòng, thằng này cũng mất tích. Liên tiếp sau đó, tám đứa trẻ trong làng bốc hơi trong đêm, làm cho dân làng đều rất lo sợ. Nghe bà cụ Nhậm kể đến đây, Tạo liền thắc mắc: đám trẻ con đã đi đâu hả cụ? Rồi có liên quan gì đến bà Thắm? Dùng mình một chầm, bà cụ Nhậm lúc này run giọng. Rồi đã qua chừng ấy thời gian, thế nhưng nghe giọng điệu này đã có thể hình dung ra viễn cảnh năm đó hẳn là phải đáng sợ gấp vạn lần. Sau đó thì đến đứa thứ 9 thì nhà nó phát hiện ra, thì cũng bởi mất lắm trẻ con quá nên là người ta mới cảnh giác. Đêm đó gia chủ đang ngồi rình thì thấy một bóng đen đi lò cò vào nhà. Đứa bé vừa bị bế lên thì chủ nhà nhào ra chém. Bóng đen rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Nghe tiếng hò thì dân làng thắp đuốc lao sang. Lần theo vết máu đám mấy đuổi bóng đen đến một gò đất và tóm được Mụ Thắm. Cái mụ ấy chém xệ cả bả vai, song mặt mày vẫn còn hung tợ như là thú dữ. Tạo nghe đến đây thì dùng mình hỏi: sau đó sao hả cụ? Sau đó thì một đám trói mụ ta lại. Bốn thằng trai đinh mới ghì được mụ ta. Có thằng bị mụ ta cắn cho toác da ra. Theo lời của cụ Tránh thì một đám chạy về nhà của mụ ta lục soát. Thì trời đất ơi, tám cái đầu lâu trẻ con bị mụ ta chặt ra, nhất vật tám cái hũ sành. Trên thanh luồng bắt ngang qua buồng đó, có từng tảng thịt bị lóc ra phơi trên đó. Nơi góc nhà ruột lòng lúc nhúc giỏi bọ nằm một đống, thôi khắm kinh khủng. Dân làng biết Mụ Thắm gây ra chuỗi mưa máu gió tanh, cho nên hừng hực lửa giận. Tạo nuốt nước miếng đánh ực: sau đó thì sao thưa cụ? Bà cụ Nhậm lắc đầu cảm thán: mấy nhà có con cái bị giết mới bảo nhau thiêu sống mụ ta. Lửa bừng lên ra thịt mụ ta bị đốt biến dạng. Xong mụ ta kêu gào mà chỉ cười khanh khách. Lửa vẫn cháy dây thừng đứt. Mụ bỏ chạy đến đầm hoang thì bị một kẻ đập cho toác sọ, chết sấp mặt ở đó. Sau cùng thì dân làng ném xác mụ ta xuống đầm, đem tám cây hũ sành kia đi chôn. Ngừng lại một giây, bà cụ Nhậm nhìn thẳng vào mặt của Tạo rồi cảnh báo: chừng ấy năm trôi qua xong cái đầm đó vẫn còn oan hồn mụ Thắm ám đấy. Đó là lý do rất có nhiều kẻ chết ở cái đầm đó. Nhà mày đi đêm hay xếp sức lưu tâm. À mà khoan.
Bỏ dở câu nói, bà cụ Nhầm bỏ vào nhà trên. Một lát sau, bà cụ tiến lại chóng, đưa cho Tạo một con dao cán đen. Mày cầm lấy mà phòng thân. Nó là con dao gia truyền của nhà tao, chuyên để khắc những thứ không sạch sẽ. Có nó lận lưng cũng an tâm. Tạo đón lấy con dao cầm chắc trong tay rồi trầm ngâm ra mặt. Tiếng của Kim kéo Tạo trở lại thực tại. Cái đầm hoang đó em nghe thầy Bu bảo á, là chốn âm tàn đất độc đó. Mình nghe em đi cẩn thắc vụ ái náy. Hay là mình đợi đến sáng rồi đi như mọi lần? Tạo vuốt má của vợ rồi lắc đầu. Tôi phải đi sớm kẻo lỡ việc. Mình đừng lo. Kim mập ừ. Ngó chừng đã tới giờ khởi hành. Tạo đứng dậy thắp cho tổ tiên một tuần nhang. Rồi dặn dò thêm vợ vài câu. Dắt con ngựa ra khỏi cẩm. Tạo ngó lại nhìn vợ đứng tựa đầu vào cửa chính. Bùi ngồi một giây, Tạo leo lên yên ngựa, chậm chậm thúc ngựa đi. Cả người và ngựa rất nhanh chóng mất hút trong màn sương dày đặc khi thời gian đã rơi vào đúng nửa đêm. Tiếng trống canh cầm thúc lên đâu đó ở trong làng. Tiếng chân ngựa lộc khộc cua trên nền đường cùng tiếng cú mèo réo gọi trong đêm là ba thanh âm duy nhất còn sót lại. Chậm chậm thúc ngựa đi, Tạo tiện tay quấn một điếu thuốc dê và châm lửa đốt. Mùi lửa bập bùng rực lên và tắt ngấm, đủ để soi rọi một khuôn mặt gầy gò, chịu nặng ưu tư. Con ngựa cứ như vậy lầm lũi tiến ra khỏi cổng làng, rất nhanh đã tiến vào một con đường đất dẫn đến cánh rừng u ám trước mặt. Băng ngang qua cánh rừng này đi thêm một đoạn nữa mới tới đường cái quan. Và trước khi đi qua đoạn đường bằng phẳng thì cả người và ngựa đều phải đi qua một địa điểm u ám, đó là gò của bà Thắm và cái đầm hoang, nơi bà ta bị bừa đôi đầu theo lời kể của bà cụ Nhậm. Con ngựa vẫn cúi đầu lầm lũi nhịp bước chân đều đặn trên con đường vắng. Vắng đến mức trên cả cung đường đó chẳng hề có một chút ánh sáng nào khác ngoài chiếc đèn lồng mà Tạo buộc vào thanh gỗ trên cổ của con ngựa. Tạo ném điếu thuốc cháy tàn rồi quấn điếu thứ hai. Thời gian cứ như vậy trôi qua dài như bất tận. Tuyến đường mòn băng qua cánh rừng rậm rạp trải dài. Nó vòng vo qua những triển núi, kéo sâu vào tận tít bên kia những ngọn đồi. Tạo biết ở nơi đó sẽ có những khách điếm dừng chân cho đám thương buôn nghỉ ngơi. Cũng là lúc những chuyến hàng quen sẽ được bốc dỡ đúng độ trình. Và tiếp tục đồn hàng tới những miền đất còn có thể hoang vu hơn cả tuyến đường này. Bất chợt con ngựa đang đi yên lành thì đột nhiên đứng khựng lại thở phì phò. Mặc cho Tạo có thúc cỡ nào, nó vẫn cứ ỉ ra không suy chuyển. Thế là Tạo nhấn mắt nhìn lên rồi khép buông một tiếng chửi thề. Mẹ kiếp chứ, lại sạt núi rồi. Tạo đưa điếu thuốc lên miệng phì phò rồi nhả khói, nhau mắt nhìn thật kỹ để định thần. Nơi này là một nơi vắng vẻ điều hưu, là một con đường nằm sát cái vực sâu thăm thẳm, là chỗ cuối sụt lún, là một cái ngã rẽ đã bị đất đá đổ ùn xuống từ trên cao chặn quá nửa. Tạo chậm rãi từ tốn thưởng thức xong điếu thuốc rồi nhảy xuống ngựa xem xét tình hình. Con đèo dốc bị chặn đứng bởi một mớ đất đá lộn nhộn nhấp nhô, dưới rặng cây xanh tùm phía xa. Chợt Tạo nhìn thấy một đống bia đá thấp thoáng xa gần mờ mịt. Tạo với lấy cây đèn lồng vỗ vỗ trấn an con ngựa rồi chậm rãi tiến đến. Xoay cái đèn lồng vào phía ấy xem kỹ đó là gì. Vì trời đang buổi đêm nên không khí rất lạnh, lại thêm một màn sương dày đặc. Tạo vừa dò dẫm bước đi vừa sát đến người để cho đỡ lạnh. Gió ở rừng đại ngàn khác với gió ở đồng bằng. Nơi đây cho dù là mùa hè đi chăng nữa thì thi thoảng cũng có thể gặp phải những cái lạnh rất khó tả, mà hiếm có nơi nào có thể bắt gặp được tương tự. Tạo dọi đèn lồng chiếu về hướng ấy, nhìn thật kỹ thứ nhấp nhô sau những lớp đất đá đổ dồn dưới chân thì phát hiện ra đó là những thứ gì. Đó là những tấm bia miếu thờ cúng, cụ thể là những miếu thờ ở những người trước đây từng bị đất đá để chết ở đây. Những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu nghiêm trang. Những cái miếu nhỏ được người dân tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết vì con đường rừng đầy rẫy nguy hiểm này. Tạo thở dài thương cảm cho những người đồng bạn, đồng cảnh ngộ, làm nghề buôn bán như mình phải chết ở cái nơi hoang vu hẻo lánh.
vì đồng cảm với cảnh ngộ của họ. Tào tiến tới gần chỗ cái miếu thờ, chọn một khu đất bằng phẳng nhất để bắt đầu lầm rầm khấn vái. Thương cảm cho những con người xấu số phải bỏ mạng tại đây. Tôi là Đào Ngọc Tạo, cũng là kinh nghiệm lái buôn. Nên tôi đánh ngựa qua đây không may gặp phải sạt núi, mới được dìm thắp cho anh em một nén nhang. Anh em thấy tôi khấn vái thì xin thương lấy tôi là người cùng cảnh ngộ, mà sau này phù hộ cho tôi trở hàng êm xuôi. Nếu được như vậy thì tôi xin lạy tạ khói hương không ngớt. Tào lầm bầm khấn xong, tuy không có quen nhang nhưng vẫn có mấy điếu thuốc. Tào cắm vội mấy điếu thuốc xuống miếng đất mềm, thay cho quen nhang rồi khấn vái như thường lệ. Xong xuôi, Tào đứng lên phủi lớp bụi dính vào quần áo, rồi rảo bước quay trở lại trước con ngựa của mình. Chào lên Yên Cương. Sau khi quan sát một hồi khá lâu, Tào phát hiện con đường này đã bị đất đá chặn, không còn lối đi nào khác có thể lách đi được nữa. Tuy vậy, bên cạnh chỗ vừa bị sụt lún vừa vặn lại xuất hiện một lối mòn đường đất sâu đâm vào trong rừng cây bụi. Chuyến này Tào chở rất nhiều thuốc quý mà toàn là hàng dễ hầm. Nếu không thể chở hàng cho kịp ngày thì toàn bộ số hàng hóa ở hai cái sọt tre đều sẽ bị hỏng hết. Nếu như vậy thì chuyến đi này coi như trở thành trắng tay. Quay ngược lại cũng chết mà đường đi tiếp cũng không xong. Cuối cùng thì Tào quyết định đánh liều, thử cho con ngựa đi vào lối mòn đâm sâu vào rừng âm u kia. Tào đoán chừng lối mòn kia rất có thể là con đường đâm sâu, nhiều lối để dẫn ra con đường cái. Nghĩ đoạn không chần chừ thêm, Tào đã nải ngựa đi thẳng đến lối đường mòn. Trên đèn lồng tuy chỉ hắt chút ánh sáng lờ mờ, thế nhưng Tào ghìm con ngựa đi rất chậm nên vẫn có thể nhìn rõ được con đường. Dù trước nay Tào đã quá nhiều lần đi qua cánh rừng này để tải hàng, nhưng đó là một lộ trình quen thuộc và đi vào ban ngày. Đây cũng là lần đầu tiên Tào phát hiện ra cái lối mòn lạ hoắc mà bản thân chưa nhìn thấy bao giờ. Nghe đám thương buôn trong làng kháo nhau rằng họ cũng có đôi lần gặp phải sạt núi và cũng may mắn thoát khỏi được tình trạng ấy nhờ việc đi vào những lối đường mòn mà trước nay họ chưa từng đi. Những lối mòn ấy tuy đường có thể vòng vèo, thế nhưng về phương hướng thì tuyệt đối chính xác. Lựa chọn tuyến đường như vậy thì tuy hơi tốn thời gian, thế nhưng một chút cũng rất an toàn. Đi sâu vào phía trong con đường, dấu hiệu đường đất ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là những bụi cây cứ liên tục chắn ngang đường, khiến chiều rộng của con đường này càng nhỏ. Tuy vậy, con đường dù nhỏ đến thế nào thì cũng vẫn vừa đủ cho một con ngựa đi vào. Tào cứ nải ngựa đi theo con đường ấy, quanh co đến mấy khúc thì cuối cùng cũng có thể thêm một tia sáng lờ mờ ở phía cuối con đường. Tào mừng rỡ rồi reo lên, may quá, sẽ đến đoạn đường bằng phẳng rồi. Tào mừng lắm vội thúc con ngựa đi nhanh hơn, và khi đi hết con đường mòn, cả người và ngựa đã đặt chân đến vùng đất mà dân làng đồn rằng có ma ám, Gò Bà Thắm và cái đầm hoang lạnh. Đến lúc này vì quá mừng vui cho nên Tào quên bẵng đi những bí ẩn kinh hoàng ở địa thế này. Ở chính cái đầm hoang kia đã có đến 6 cái xác người chết đuối, tất cả đều bị đồn rằng bị hồn ma của bà Thắm dìm chết. Thế ánh sáng lè lói trước mặt, Tào thúc cho ngựa đi nhanh hơn. Càng đến gần, vệt sáng cuối tường cũng to dần lên. Cuối cùng thì khung cảnh hoang sơ hiện lên, khiến cho lồng tóc trên người của Tào muốn dựng đứng. Một căn nhà chòi nhỏ thó, bé đến mức chỉ bằng một căn nhà ma mà người ta xây dựng cho người chết. Lại là một căn nhà xây dựng cho một bà già ở giữa chốn hoang vu này. Ngó mắt nhìn sang, Tào có thể thấy hình ảnh của một bà già với hàm răng đen nhẹm, một đôi mắt thâm quầng và một làn da nhăn nheo đang nhuyễn miệng cười, nhìn Tào với một vẻ đầy thích thú như vừa thấy được một thứ gì đó từ lâu lắm mà bà ta chưa được thấy vậy. Lúc này Tào nhận ra, hóa ra cái thứ Tào ra vệt ánh sáng ở cuối con đường âm u mà Tào luôn nhìn thấy lại là phát ra từ một chiếc đèn lồng ngay cạnh bà cụ. Điều khiến cho Tào cảm thấy có hơi phần khiếp đảm là tại sao chỉ có một ánh đèn lồng mà lại sáng như vậy, có thể phát xa được như vậy. Quãng đường từ lúc Tào phát hiện ra vệt sáng này cho đến khi đến tận đây ít nhất cũng khoảng tầm 700 hoặc 800 thước. Với khoảng cách xa như vậy thì lẽ nào một cái đèn lồng nhỏ lại có thể làm được việc ấy.
Một điểm khiến cho Tạo nghi ngờ thêm, đó là vì sao dưới chốn rừng thiêng nức độc, hoang vu hẻo lánh như vậy, lại có thể có một căn nhà chòi dựng nên ở đây. Hơn nữa người sống không ai khác, lại là một bà già yếu ớt, già yếu như vậy vẫn có thể sống một mình, còn là một nơi đầy dã thú nguy hiểm như vậy. Có điều những câu hỏi vang lên trong đầu của Tạo khiến cho anh thắc mắc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nó cũng chỉ thoáng xuất hiện qua trong đầu của Tạo, rồi đã bị Tạo gạt qua một bên không nghĩ tới trong phút chốc. Bởi vì đối với Tạo, quan trọng lúc này là thoát ra khỏi con đường này và tiếp tục trở về con đường cái dẫn sang tổng kế bên. Bà già này tuy có chút kỳ lạ, nhưng mà dù sao cũng có còn hơn không. Có bà ta, Tạo có thể nhân đó xin thêm một cây đèn cầy, vì ngọn đèn cầy trong cái đèn lồng sắp tắt. Tạo xuống người chậm rãi bước tới căn chòi, trên miệng của Tạo nở một nụ cười. Chào bà, cháu đi tránh cái đoạn đường bị sụt đất, cho nên phải đi qua đường vòng. Bà có thể cho cháu xin một cái đèn cầy được không? Bà già ngó nhìn Tạo đăm đăm rồi hỏi như tra vấn. Nhà cậu là người làng nào, đã có vợ con chưa? Dạ, cháu ở làng Yên Lăng, ở bên kia cánh rừng. Và cháu tên là Kim, nhà cách cổng làng không xa là mấy. Nhà cháu có cây hoa giấy trước cổng. Bà già gật đầu rồi nói. Cậu vào ăn bát cháo cho ấm ruột rồi lên đường. Cha tôi mới nấu xong. Ăn xong tôi cho cậu cây đèn cầy mà thắp. Từ nãy người thấy mùi cháo nóng bốc ra từ căn chòi, Tạo đã cảm thấy ruột gan sôi lên sùng sục. Sẽ đêm hôm lạnh lẽo mà có bát cháo ấm thì còn gì bằng. Vậy là không để cho bà lão dục lần thứ hai, Tạo đã vui vẻ đi vào. Theo chân của bà già vào trong căn nhà ọp bẹp, mới qua ngưỡng cửa Tạo hoàn toàn bị choáng ngợp. Căn nhà tuy bé nhưng gian nhà khá rộng, và kỳ lạ là chỉ đặt đúng một bộ bàn ghế gỗ có phần ọp bẹp. Nước sơn màu vàng vọt hệt như là trên cái tấm thiên quan tài đã chóc ra từng lớp. Phía sau bàn gỗ là một bàn thờ buông tấm mùng đỏ quạch. Bên trong lờ mờ tám khối đen gì đó như là tám quả bưởi đặt trên tám cái đĩa. Trên trần nhà treo một bức hình vẽ thứ gì đó mà Tạo không rõ vì ánh sáng của ngọn đèn lồng trong tay của bà già ngắt lên, không thể soi rọi vào khoảng không gian âm u đó. Bà già bảo Tạo ngồi vào cái ghế, trong khi bà ta đi múc cháo mời khách. Tạo vâng dạ rồi ngồi xuống. Vì tò mò, Tạo ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng lên trần. Định thần một hồi lâu thì Tạo hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu mới được vẽ không lâu, cho nên màu vẽ còn khá mới. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ trầm uất, làm cho Tạo có một cảm giác rợn rợn, cái ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như bà ta mang một tâm sự gì đó muốn nói. Bức tranh đó như có một sức hút ma quái, làm cho Tạo không thể cưỡng lại được. Đang thất thần suy tư thì bất chợt Tạo rú lên khe khẽ vì bàn tay sưng sầu lạnh toát bấu lên vai của mình. Tiếng của bà già kéo Tạo trở lại thực tại. Nhà cậu làm gì mà đờ đẫn ra như thế? Tôi gọi mấy lần cậu không có trả lời. Tạo hoàn hồn gãi đầu trước ngượng. Dạ, bà làm cháu giật cả mình. Cháu đang ngắm bức họa trên tường. Ai vẽ mà thật quá vậy à? Bà già chậm chậm lê cái chân thọt, đết thân hình gầy gò tiến lại. Bà ta đặt bát cháo xuống bàn rồi bảo. Thằng cháu nội tôi nó vẽ đó. Thôi, cậu ăn tạm chút cháo đi cho ấm người, rồi tôi đi lấy đèn cầy cho. Trên bàn bày ra một cái niêu sành to cỡ bát lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi ngấy mỡ. Lớp váng mỡ nổi lên sóng sánh, dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng lớp mỡ càng bóng nhảy lên. Tạo cảm ơn bà già rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào miệng. Vị canh thịt nồng ấm ùa vào trong khoang miệng làm tê cả đầu lưỡi. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Tạo chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì có phần hà khắc. Món canh cứ nhảy nhụa thơm ngậy đến ngập chân răng. Và chắc hẳn bà già này phải là tay bếp lão luyện lắm, cho nên từng thứ thịt dai như bò nhúng nước sôi ở phía chân chấn mà Tạo có dịp được ăn. Bà già để mặc cho Tạo tự nhiên rồi trở vào trong buồng lúi húi tìm đèn cầy. Cái lạnh cắt da cắt thịt kèm cháo nóng ngồi làm cho Tạo sung sướng,
xúc mấy muỗng cả cháo lẫn thịt cho vào trong miệng. Đang lim dim tận hưởng vị ngon ngọt thì bỗng nhiên Tạo giật mình ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, tối như hũ nút. Đoạn lại nhìn lại Tô Canh. Vì mới một giây trước thôi, lúc đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỏng lưỡi. Ba âm thanh nhỏ tong tong dội vào tai của Tạo, làm cho Tạo đứng hình. Tạo đưa tay bịt tay của mình lại, ngăn tiếng thét trực trào ra. Vì lúc Tạo nhìn vào trên lớp mỡ loang loáng nóng hổi là bao vệt tròn tròn màu đỏ sậm, như là máu rơi vào giữa bát cháo. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên ba con giận, thứ mà chỉ trên da thịt của người sống. Cộng với cảm giác đó, màu vài điều trong tay của Tạo xít mạnh. Cơn đau lan từ cổ tay lên đến tận óc, làm cho Tạo bút nhói. Sau cơn đau ấy, Tạo thất kinh khi thấy cảnh vật trong căn nhà vặn vẹo biến đổi. Chẳng phải căn nhà ba gian ọp ẹp, mà lại là một bãi đất hoang. Bức mảnh trên bàn thờ đã biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng mà cả đời này đến chết Tạo cũng chẳng thể nào quên. Trên bàn thờ, 8 cái đầu lâu của 8 đứa trẻ con còn dòng dòng máu chảy đang nằm đó. Tạo cứng họng, mặt tái mét đi khi tiếng bước chân từ trong buồng đi ra, cùng với đó là tiếng khào khào vang lên. Này cậu, đèn của cậu đây. Tạo cố làm vẻ bình tĩnh quay lại. Sau lưng của cậu, bà già ma quái đứng đó. Bà ta mặt ốm chót, một làn da rữa nát, làm khuôn mặt chảy xệ, để lộ ra từng đường gân máu thịt. Hai bàn tay của bà già cong queo trước ngực, trên tay là một ngón tay của trẻ con còn đẫm máu. Tạo rú lên cắm đầu chạy ra ngoài, xong bà già ma quái đã nhào đến. Đôi tay như hai khúc củi mục đó túm chặt chân của Tạo, làm cho Tạo ngã sấp mặt. Tạo thét lên ra sức giãy đạp, xong bà già còm nhom đó rất khỏe. Bà ta đứng dậy kéo tuột Tạo lại như là kéo một con chó ốm yếu. Tạo rú lên lớn hơn khi mà thấy bản thân đang bị kéo xuống mép đầm nước. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, con dao mà bà cụ Nhậm đưa cho rơi ra. Tạo dồn hết can đảm chụp lấy, gồng mình cuộn người rồi chém mạnh vào cánh tay mà quái kia. Chỉ thấy bà già hét lên một tiếng xé lầm, lao xuống đầm. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đó, Tạo dồn hết hơi tàn cắm đầu lao lên yên ngựa, thúc ngựa phi nước đại, bỏ lại bóng dáng của bà già nhìn theo với một con mắt ngập tràn thù hận. Hành động vô tình đó tuy cứu được mạng của Tạo, nhưng lại là nguồn cơn cho những tai họa ập đến với gia đình của anh sau đó. Bắn đi một canh giờ sau, thời gian khi ấy đã đổ về đầu giờ Sửu, nhằm đúng một giờ sáng. Sau khi chồng lên ngựa đi rồi, còn lại một mình ở nhà, Kim tiến đến bàn thờ rồi thắp cho thầy mẹ một tuần nhang thơm, cầu xin vong linh tổ tiên phù hộ độ trì cho chồng mình bằng an trên mọi nẻo đường. Đang lầm rầm khấn vái, trẻ Kim giật mình khi nghe tiếng chó chu lên đầm mỹ. Con chó mực này gia đình Kim nuôi đã 8 năm nay, mắt của nó đã già, răng đã rụng mấy chiếc, và người thì ốm quắt. Bình sinh con mực chỉ nằm ườn ở hàng hiên, thí chủ đi đâu về nó chỉ nhớn mắt lên rồi đập đập đuôi 2-3 cái. Ngay cả khách lạ đến nhà, con chó cũng chẳng thèm sủa lên một câu. Có người đến chơi thấy con chó lừ đừ thì khuyên vợ chồng Kim nên giết nó đi, vì chó nuôi trong nhà lâu ắt sẽ thành tinh. Nhưng mà cả Kim và chồng đều thương con chó trung thành cho nên không nỡ. Vậy mà đêm nay con mực đột nhiên chu ẩm lên, tiếng chu ấy ngắt quãng thành từng quãng ngắn, xong nghe rất thề thiết. Thế là Kim tiến ra mở cửa. Vừa bước ra hàng hiên, Kim giật mình khi thấy ngoài cầm có bóng của đàn bà đội nón mê, lưng khoác áo mưa đứng đó. Chưa kịp để Kim hoàn hồn, người đàn bà bèn cất tiếng gọi: Kim ơi! Người đàn bà gọi đúng một tiếng làm cho Kim giật mình. Một vị khách lạ đến nhà. Không, đến rồi tại sao lại không vào hẳn sân, vì cánh cổng nhà Kim đang chỉ khép hờ chứ không bao giờ khóa. Một người khách lỡ đổ đường xin tá túc đêm hôm, chắc chắn là không. Khách lạ tại sao lại biết tên của mình? Kim tự nhủ như vậy. Kim xoa đầu con chó mừng chấn an rồi dậm bước tiến ra, vừa đi vừa hỏi: Ai đấy? Ai gọi gì tôi đấy? Người đàn bà đội nón vẫn đứng gục đầu, cái nón mê sùm sụp che kín dung nhan. Thêm việc từ sân ra đến cổng khá xa, lại gặp màn sương mù cho nên không thấy rõ mặt. Chỉ thấy cái dáng đó gầy gò chẳng giống một ai trong làng.
Trong khi Kim còn cách cổng một đoạn tầm 3 cây chiếu hoa, đột nhiên người đàn bà quay lưng cùng với câu nói vang lên: "Mày ra Gò Bà Thắm ngay, chồng mày chết nổi ở cái đầm hoang đó rồi." Kim Á Khẩu đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào những điều mới nghe. Sau mấy giây định thần thì Kim hoảng hốt đuổi theo người đàn bà với tiếng gọi rất lớn. Sau người đàn bà coi như không nghe, cứ như vậy lầm đũi đi ra khỏi con ngõ. Kim lao mình vào trong màn đêm u ám với một nỗi đáng sợ choáng đầy trí óc. Kim đi rồi thì bà cụ Nhậm cùng với con trai đang ngủ bên kia nhà cũng giật mình choàng tỉnh vì tiếng chó chu và tiếng chân cào rằn rạt vào cửa gỗ. Thế đồng anh con trai lên sáu vội bật dậy, cầm theo cây đèn dầu và thủ thêm cây gậy gỗ tiến ra. Mới mở cửa, anh Sáu giật mình khi thấy con chó hàng xóm đang ngồi ở hàng hiên, mắt đăm đăm nhìn như cầu xin điều gì đó. Thế là anh Sáu quay sang buồng của mẹ mình: "Bố ơi, bố ra đây xem này." Bà cụ Nhậm lục tục ngồi dậy, bà cụ đi chân trần tiến ra, vừa đi vừa vấn lại mái tóc bạc đang xõa ra trước mặt. Vừa thấy bà cụ, con chó mực đột nhiên vẫy đuôi tíu tít rồi lại sủa lên đông ẩm. Nó cắn nhẹ gấu quần của bà cụ rồi giật một nhịp, đoạn lại nhả ra, chạy ra sân đứng sủa. Hai ba lần con chó lặp lại hành động như vậy, bà cụ Nhậm trần hồ nghi: "Quái lạ nhỉ, cái con chó này nó phải gió, có bao giờ nó sủa đâu, sao hôm nay nó cứ như phải bá vậy hả?" Nói là nói như vậy, song trong đầu của bà cụ dấy lên một cảm giác bất an. Bà cụ tiến lại hàng rào ngó sang nhà Tạo, thấy đèn dầu vẫn leo lét nhưng cửa nẻo vẫn mở toang. Bà cụ nhíu mày nghĩ ngợi rồi gọi lớn: "Kim ơi, nhà Kim đâu rồi?" Gọi 2-3 tiếng gió to, không nghe thấy tiếng của Kim đáp lại. Linh tính mách bảo có điều gì mơ hồ đang ập tới. Cùng lúc đó con chó lại tiếp tục cắn gấu quần của bà cụ kéo mạnh hơn. Bà cụ Nhậm xua con mực, đoạn quay sang bảo con trai: "Đi Sáu ơi, xem con chó nó muốn mình giúp nó cái gì." Sáu đang cơn buồn ngủ, xong nghe bu mình hối cũng đành chiều lòng. Và trong nhà thắp sáng ngọn đuốc, hai mẹ con vội theo chân con chó mực dẫn đường. Cứ được một đoạn thì con mực quay lại sủa ông ngổng ra chiều thúc giục. Bước chân của hai mẹ con anh Sáu cũng nhanh hơn. Lần mò băng qua cánh rừng, hai mẹ con của Sáu đặt chân đến địa thế gò của bà Thắm. Địa thế quanh đây vô cùng trống trải. Gió từ đồng sộc về làm lũy tre già bên đường phát ra những tiếng cót két, nghe như tiếng ai đó ai oán trong đêm. Vốn biết vùng đất này nổi tiếng là có ma, bà cụ Nhậm thoáng đã rùng mình, đưa tay móc ra một sợi dây với bức tượng Phật Tổ đang đeo ở trên cổ. Bà cụ Nhậm nheo mày phóng tầm mắt ra khắp bãi đầm hoang. Dưới những đám lau lách tùm, nơi con chó mừng đang sủa thất thanh, hai mẹ con thấy ở phía cuối đường có một thân ảnh đang thất thểu tiến về phía lòng đầm. Cái đầm hoang nơi Mùa Thắm bị giết, xác chết sấp mặt ở đó, từ lâu đã là nơi bùa đầy tử khí. Đã có rất nhiều xác chết được tìm thấy ở đây, khiến bà cụ hơi chùn chân. Song con chó rủa sát quá, dù muốn hay không hai mẹ con cũng phải lại gần. Mới đi qua một quãng ngắn, anh Sáu lúc này rú lên: "Kim ơi, trời đất ơi Kim ơi." Anh Sáu tóm chặt tay của Kim lúc này đang ở rìa mép đầm, nước đang ngập quá lưng quần. Kỳ lạ thay, dù rằng anh Sáu có phần cao to vạm vỡ hơn Kim, nhưng mà dùng hết sức bình sinh thêm cả sự trợ giúp của mẹ mà cũng không thể làm thân thể của Kim lay động. Chẳng những vậy lại còn có chiều chìm xuống sâu hơn. Thế nước đã lên đến ngực Kim, biết có sự ma làm, bà cụ Nhậm nhanh trí móc mấy tép tỏi trong túi áo rồi cắn nát, đoàn xoay nhanh lên mặt của Kim rồi nhét cả vào trong mồm của Kim. Tức thì một tiếng thét hãi hùng vang lên bên tai của hai mẹ con. Rồi có một tiếng động lớn như con gì đó vừa nhảy xuống sông, làm cho mặt nước tròng trành vỗ vào bờ. Anh Sáu nhân cơ hội ngàn năm có một, bèn nghiến răng dùng hết sức bình sinh kéo Kim lên thảm cỏ. Đoạn nín thở xốc Kim lên vai, nhanh chóng hối mẹ của mình cùng con chó băng rừng trở về làng. Cây đuốc nằm lăn lông lốc dưới đất, xoay dọi cả một khoảng ngắn, đủ để thấy một cái đầu ướt sũng, tóc tai rối bời đang từ từ nhô lên. Nhanh chân đầm tung cánh cửa che ọp ẹp, anh Sáu đặt Kim nằm ra cái chõng tre bên trong nhà. Trong khi bà cụ Nhậm chạy vào buồng đục tung hộp gỗ,
lấy chai dầu nhằm thái dương của Kim mà day, lại xoa hết vào hai gan bàn chân thì Kim lúc này mới tỉnh dậy. Kim hét lên một tiếng hãi hùng rồi đảo mắt nhìn tứ phía. Khi nhận ra đang ngồi trong căn nhà của bà hàng xóm, trước mặt là anh Sáu cùng bà cụ Nhâm. Kim ngơ ngác mấy giây tới nước hoảng sợ không thể nào che giấu. Cụ ơi, chồng cháu đâu? Thế Kim tỉnh ra mấy phần, bà cụ Nhậm lúc này gặng hỏi. Sao vậy? Đừng lúc nửa đêm mà nhà mày ra cái chỗ Gò Mà bà Thắm làm cái gì? Kim bần thần thuật lại rồi ôm mặt khóc. Bà cụ Nhậm nghe thủng câu chuyện thì xanh mặt bảo. Trời đất ơi cái con này, đêm hôm ai gọi mày cũng đi hả? Mày bị ma nó gọi đấy. Nó dẫn mày ra đầm nước đặng dìm chết rồi bắt hồn của mày. Không có con mực nó đánh động, giờ này mày chết nổi ở đó rồi đó con. Kim hoảng hốt con lại góc trống với bộ quần áo còn ướt nước, trong khi bà cụ Nhậm trầm ngâm không nói. Liệu có điều gì bất chắc sẽ đến với Tạo không? Bà cụ cũng chẳng dám nghĩ. Sáng hôm sau, gia đình của bà Nhậm có việc phải sang làng bên làm cái dỗ họ, thành ra Kim phải về bên nhà mình để nằm nghỉ. Trời đã sáng, bao nhiêu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đêm đen cũng vơi bớt đi phần nào. Song trong lòng của Kim chợt dấy lên một nỗi bất an. Suy đi tính lại, Kim quyết định dắt con chó mực lên chùa tìm kiếm một vị cao tăng để xin đường nấu. Về phần của Tạo, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Tạo thúc ngựa phi nước đại bỏ chạy. Con ngựa cứ như vậy chạy mãi, đến một cái am vì kiệt sức nên không thể nào ly chân. Thế khoảng cách cũng đã khá xa và bình minh đã nhen nhóm, Tạo mới hoàn hồn xuống ngựa, dắt ngựa đến một bãi cỏ. Tạo cột con ngựa vào một gốc cây và nằm bệt ra đất. Khi nỗi kinh hoàng bị nắng sớm xua tan, Tạo lúc này bình tâm trở lại phần nào. Cảm thấy lờm lờm trong cổ họng khi ăn phải thứ cháo thịt người ban nãy. Mùi tanh sộc lên khiến cho Tạo bật dậy, đưa bàn tay áp chặt vào mồm. Nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dâng tới cổ họng, không thể nào chịu nổi. Tạo cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi nôn ra mật xanh mật vàng, Tạo thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Tạo thấy một cái ao gần đó, vội chạy lại vốc nước lên mặt cho tỉnh lại. Sau khi đã thực sự ổn định thần trí, sực nhớ đến số thuốc trong hai sọt tre, Tạo vội vàng kiểm tra. May mắn sao hai sọt thuốc vẫn còn nguyên. Thế bụng già quằn thắt, Tạo đánh liều tiến vào trong cái am. Thêm một bà lão độ ngoài 80 nhưng da dẻ hồng hào, mặt mũi phúc hậu, thân mặc đồ nâu, mái tóc trắng như cước đang quét lá. Tạo lúc này gãi đầu rồi lên tiếng. Bẩm cụ, cho con xin bát nước ạ, con khát quá. Bà cụ dừng tay chổi ngó nhìn Tạo đăm đăm rồi gật đầu. Nhà anh vào đây, có chả mới nấu còn nóng lắm. Tạo vâng dạ ngồi xuống cái ghế bằng đá tạc hình bông sen. Bà cụ lục tục vào trong am, một lát sau bưng ra một bát trà xanh còn nghi ngút khói. Đón lấy bát trà, Tạo khẽ buông một lời cảm ơn. Xong chưa kịp nhấp ngụm nào thì tiếng bà cụ đã vang lên. Nhà anh mới gặp thứ gì không sạch sẽ phải không? Tạo lúc này chợt bẩm ký ức kinh hoàng về cái đầm hoang lại hiện về. Tạo vâng dạ gật đầu đoạn thuật lại nguyên văn tình cảnh mình đã trải qua. Trái với nét hoảng sợ hiện hữu trong ánh mắt và từng câu Tạo kể, bà lão nghe chỉ gật đầu, sắc mặt đôn hậu vẫn không biến sắc. Chờ cho Tạo kể xong, bà cụ lấy trong áo ra một cái gương và một túi thuốc đỏ, rúi cho Tạo rồi bảo. Nhà anh gây thù chuốc oán với quỷ, ắt hẳn nó sẽ tìm về tận nhà làm hại gia quyến. Bây giờ ta cho anh hai vật này, đây là cái gương chiếu yêu, hễ soi vào sẽ thấy rõ thiện giả thật ác. Còn đây là túi thuốc đỏ, hễ đem cái thứ này hòa với nước, té vào vong quỷ tất nó bị diệt trừ. Nhà anh phải về nhà ngay. Trước khi về nhà hãy lên ngôi chùa làng để tìm hiểu rõ sự tình. Phải nhớ lời ta dặn, bằng không làm trái một điều ắt hỏng việc. Con quỷ này lộng hành lâu nay đã gây rất nhiều ác nghiệp rồi. Ta đón lấy hai thứ mà trong lòng dấy lên một niềm khó tả. Hết lòng lạy tạ bà cụ, Tạo nhấp một ngụm trà cho đỡ khát. Ngụm đầu tiên thấy chất trà ngọt đậm, hương thơm lan ra đầu lưỡi. Ngụm thứ hai Tạo thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, đầu óc mơ hồ, cảnh vật quay cuồng rồi lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Tạo ú ớ choàng tỉnh khi ánh nắng ban mai chiếu vào trong mặt, cùng với đó là tiếng của một người đàn bà réo gọi.
Nhà anh gì ơi, làm gì mà nằm gục đầu trong cái mả hoang ở đây? Ta ngồi dậy ngơ ngác nhìn người đàn bà và cảnh vật chung quanh. Người đàn bà trên hẳn nón xuống, nhìn Tạo với một con mắt hoài nghi. Say hả? Hay là trúng gió? Tạo liền chữ thẹn. Dạ cảm ơn thím, cháu không sao. Người đàn bà gật đầu nói thêm vài câu trước khi cắp thúng bỏ đi. Độ này gió độc lắm đấy, nhanh đi đâu phải chú ý vào. Chờ cho bà ta đi rồi, Tạo mới sực nhớ sự việc ban nãy. Cái am đã biến mất, thay vào đó nơi Tạo nằm là một ngôi mả hoang cỏ mọc rậm rì. Trên đó có một tấm bài vị bằng gỗ. Tấm bài vị này tại sao Tạo có thể quên? Bà nằm trước khi đi buôn qua đoạn đường này, ta bắt gặp một bà cụ ăn xin nằm chết ở đây. Thương tình cho nên Tạo tự tay đào huyệt chôn xác của bà cụ. Công chính tay của Tạo đã chặt cây đẽo lên tấm bài vị này. Lâu lâu có những chuyến buôn đi qua, Tạo vẫn dừng lại thắp cho người qua cố một nén nhang. Nay sự việc xảy ra quá đỗi tình cờ, có lẽ nào vong hồn dưới mộ hiển linh để phù hộ. Tạo đưa ta lên ngực nén tiếng thở mạnh. Thế bên trong ngực áo có thứ gì cộm cộm, Tạo bèn thò tay vào móc ra. Là cái gương bắt quái và một túi thuốc đỏ. Hiểu ra sự tình, Tạo quỳ xuống vái tạ người khuất mặt rồi lập tức quẩy ngựa về làng. Theo đúng sự mách bảo của vong hồn giết mộ, ta không vội về nhà mà phi ngựa lên thẳng chùa khi trời đã sầm sầm tối. Lên đến nơi gặp vợ đang ngồi trong chùa cùng hai bà sãi, Tạo bần thần thuật lại cho vợ nghe. Và cũng dùng mình khi nghe vợ kể lại việc bị ma dẫn ra gò bà thắm suýt chết ở cái đầm hoang. Suy tính một hồi, Tạo bảo vợ nâng nấu nơi cửa chùa, còn bản thân một mình quay lại nhà. Kim nằng nặc không đồng ý, thế nhưng Tạo đã quyết. Tạo phi ngựa về nhà thì giật mình khi thấy trong nhà đèn dầu đã thắp, có bóng ai đó đang ngồi bên khung cửa, dáng dấp hệt như là Kim. Tạo hiểu ngay ra sự tình, rằng nhân lúc vợ của mình ôm con chó lên chùa, con quỷ đã đội lốt vào nhà và đóng giả Kim. Tạo làm mặt tỉnh bơ dắt ngựa vào rồi nói cười rôm rả, giả bộ không hay biết gì cả. Con quỷ trong đốt Kim vẫn đon đả đón Tạo, lại múc chậu nước cho Tạo rửa chân rồi hối Tạo mau chuẩn bị ăn tối. Tạo giả bộ ôm chầm lấy vợ rồi thủ thỉ: "Tôi thương mình lắm mình ạ, tôi biết mình ở nhà cực khổ lắm." Vừa ôm chầm lấy vợ vừa thao thao bất tuyệt, Tạo lén lấy ra cái gương soi thì quả thật, thế đang ôm lấy Tạo là bóng của một người đàn bà. Không, đúng ra là bóng của bộ thắm, với tấm lưng còng còng và hôi hám. Nói chán chê, Tạo dục vợ đi sắp cơm. Con quỷ trong đốt Kim tưởng Tạo không biết gì, cho nên vẫn đóng vai vợ nghiền. Nhân lúc nó xuống bếp, Tạo bèn bổ hết gói thuốc đỏ vào cái chậu rửa chân, rồi đứng nép ở cạnh tường chờ đợi. Nhân lúc con quỷ bưng mâm cơm vào, Tạo hất thẳng chậu nước vào mặt của nó. Mâm cơm trong tay con quỷ rơi xuống nền nhà, thức ăn trong mấy cái liễn văng ra, bên trong toàn bùn đất và xác của cóc nhái. Con quỷ gào lên vật xuống nền nhà với thân thể vặn vẹo. Rất nhanh sau đó nó hóa thành một làn khói trắng, tan loãng vào đêm đen. Sau sự việc kinh hoàng đó, bóng ma nơi gò hoang không còn hiện diện. Sức khỏe của Kim được khôi phục hoàn toàn. Công việc làm ăn của vợ chồng có phần khởi sắc. Giàu sang rồi, Tạo cùng vợ bốc ngôi mộ bà lão năm xưa để về an táng ở sau vườn. Ngày đêm hương lửa rất hậu. Sau một năm thì Kim hoài thai và hạ sinh một đứa bé trai bụ bẫm. Cho đến khi biết nói, thằng bé chợt tiến lại gần Tạo. Nó giật tay của Tạo rồi bảo: "Thầy ơi, thầy đem cái gương bát quái đó lên chùa làng nhuộm trà đi. Dạo đó vì cứu thầy mà con chó trộm ở chùa đó." Tạo lúc này mới vỡ lẽ ôm chầm lấy con trai. Đó là một ngày gió chướng, tròn 4 năm sau cái đêm kinh hoàng đó.